Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày tháng 8 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ của quý vị đây thì hôm nay chúng tôi vừa dựng mộc xong một chiếc giường. Đây là mẫu giường vòm Louis. Chiếc giường này thì chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Thắng tại thành phố Việt Trì. Anh có đặt chúng tôi là hai chiếc. Thì đây là chiếc thứ nhất này, còn bên trong kia một chiếc tôi lắp bên trong kia. Đấy, hai chiếc thì cũng giống y hệt nhau thôi. Thì tôi quay trước chiếc này để cho anh, cũng như anh có thể xem được cái phần mộc của sản phẩm của mình. Mọi người quan tâm cũng có thể theo dõi và đây, trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của chiếc giường đây. Kích thước của chiếc giường này là 2m x 2m2 quý vị nhá. 2m2 kích thước rất là lớn, cũng như là cái mẫu giường này cực kỳ là đẹp luôn. Đây gọi là mẫu giường Louis. Mẫu giường Louis quý vị nhé, là giường vòm Louis này. Ở chính giữa cái phần trương này chúng tôi là có đục hoa lá tây, cũng như là hình ảnh hồng trĩ đây, bông hoa hồng và con chim trĩ đây, hồng trĩ đây. Còn phần vách là đục chám mai rất là đẹp. Toàn bộ cái phần trương này dày là 10 phân, dày 10 phân quý vị nhé, thành giường dày 10 phân và cao phần đỉnh cao nhất là cao 1m4 cả, rất là cao to. Riêng cái phần thành của tôi thành dày 5 phân, còn bản là dày 24. Toàn bộ phần giáp này là giáp phẳng hết chất liệu gỗ hương. Đó. Rất là rộng, giường rất là to của mình này. Còn sản phẩm của tôi là sử dụng là 100% chất liệu gỗ hương đá. Riêng phần thang chúng tôi sử dụng thang lim. Quý vị có nhu cầu tham khảo mẫu giường này, cực kỳ là đẹp, những đôi mà mới xây dựng gia đình tham khảo mẫu giường này. Phía bên trong này là chiếc giường thứ hai đây, chúng tôi lắp bên trong này đây. Chiếc này thì là cũng y hệt như chiếc kia, hai chiếc giống y hệt nhau, không khác nhau chút nào. Cũng là cùng kích thước là 2m x 2m2, không khác nhau một chút nào luôn. Video tôi đang quay trực tiếp tại bên ngoài cơ sở sản xuất chúng tôi. Đây, ngoài ra đây còn một chiếc sập ngồi chất liệu gỗ hương đá, kích thước 1m8 x 2m2. Chất liệu gỗ hương đá quý nhà rất là giá trị. Hoàn toàn tự nhiên, cực kỳ là đẹp. Sập trơn, tam diện, không được chạm, chỉ được chạm một chút ở phần quét này thôi này. Đấy, chúng ta để chơi gỗ cực kỳ là đẹp luôn. Rồi, còn quý vị nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nha. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0957 510 86. Website là đồgỗtùng8.com. Người cũng truy cập vào website để xem thêm những sản phẩm khác. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng các sản phẩm đồ gỗ nội thất từ các chất liệu gỗ cao cấp như là gỗ hương, gỗ vụ, gỗ gõ đỏ, mít, nội thất phòng khách như là nội thất phòng thờ. Lướt qua một vài hình ảnh tổng thể trước giường thì quý vị có thể tham khảo. Rồi, ok, xin chào mọi người nhé. Và mọi người yêu mến thì hãy bấm like và đăng ký kênh của tôi để theo dõi được những video giới thiệu clip sản phẩm khác. Xin chào mọi người.